Ơi, dạ. Anh có để ý là một cái gọi là hoạt ngôn với người quen. Dạ đúng ạ. Tức là chỉ gần người quen em mới nói nhiều đúng không? À, dạ không, thì đối với người lạ thì lúc đầu thì em cũng dạng như tiếp xúc để xem thử tính cách người ta thế nào, dạng như người ta là một người để có dạng như kiểu vui tính hay không, để mình từ từ rồi mình tiếp cận và mình vui vẻ với em. Chào anh. À, anh thích bơi lội hả? Tất cả các môn thể thao mình thích hết tất cả, nhưng mà trong đó cũng thích rất là bơi lội. Em cũng vậy. Theo em thì em là một người bơi giỏi. Nếu như mà có thời gian thì em với anh sẽ đi bơi chung với nhau. Được không? Anh ơi. Anh ơi. Anh có thích những người hài hước không anh? Mình có. Vì những người đó kiểu làm cho mình cảm giác thấy thoải mái hơn. Thôi vậy thôi, dắt nhau về lẹ đi, còn nói gì nữa giờ. Em thấy anh ban đầu khá là điềm tĩnh, nhưng mà những người thân thì kêu anh khá là nhây. Anh có thích người con gái cũng có tính cách tương tự như anh vậy không? Nên mình rất là thích kiểu một người con gái gọi là cởi mở, vui vẻ và hoạt bát. Dạ. Mà bình thường em nhây làm sao? Em có một đám bạn thân là 6 đứa. Thì em hay chơi với chung từ đó. Thì hay giỡn qua giỡn lại. Em sẽ là chồng mấy bạn đó sẽ là vợ. Kiểu như là nói chuyện trước, vì bạn em rất là thân với nhau là từ lớp cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 rồi. Về chơi chung với nhau đến một khoảng thời gian dài rồi, nên là rất là hiểu tính nhau. Ừ, anh nghĩ đó cũng lý do mà em ế đó. Khi mà đi đâu mình nhây quá, mình đi đâu mình cũng nói chồng ơi, vợ ơi, người ta đi vòng vòng người ta nghe. Tưởng đâu là có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi. Anh Tài gọi bạn thân á là vợ chồng thì mình có cảm giác giống như là hơi bị ghen tị một chút xíu. Thật sự thì mình cũng không vui khi mà có một cái bạn nữ tiếp cận gần quá với cái người mình thích. Hồi nãy em có xem thì em thấy là cái tính cách của anh á, em không biết là tả anh hay tả em luôn, tại vì thật sự là quá giống. Cái thứ nhất là hoạt ngôn với người quen thì thật sự rất giống, nhưng mà nếu như mà hai đứa mà xa lạ mà lại nhút nhát á, không có hoạt ngôn được, thì không biết là anh có thể thay đổi để giống như ví dụ em với anh cũng chưa có biết rõ về nhau á, thì mình có thể thay đổi mình đến với nhau được không? Hôm nay em biết anh đi kiếm cái gì không? Anh đang kiếm cớ để trà trộn vào tim em. Thi á là cũng làm một cái công việc liên quan tới công việc gần giống với lại Tài. Đúng rồi. Là làm trong một cái phòng thể hình luôn, cho nên là cả hai có về với nhau á là tư vấn cho khách hàng của mình, là coi như là có một cái business, có một cái kinh doanh quá là tốt luôn. Em cũng muốn hỏi bạn thêm một phần nữa là khi mà bạn làm trong cái ngành fitness á thì có những anh chàng PT nào nghĩa là tán tỉnh bạn không? Rất nhiều PT đẹp trai. Chắc chắn là có rồi, nhưng mà chắc chắn là có rồi. Nhưng mà em chính xác là em chưa tìm được tần số. Em đến đây để em tìm đúng cái tần số của em. Tại vì em cũng đang đi tìm kiếm một cái tình yêu. Nghe thì nó đơn giản á, nhưng mà thật sự để mà mình quen với nhau về lâu dài thì nó sẽ không phải là đơn giản. Tại sao lại cái tần số của em nó lại khó như vậy? Thật ra thì nói về chuyện tình của em thì hơi buồn tí xíu. Tại vì gọi là nhờ em bị cấm sừng ấy, cho nên là đối với em khó mà tin tưởng lại một lần nữa, cho nên cái sự tìm kiếm của em nó lại khó hơn những cái bạn khác một chút xíu. Anh không nghĩ là chút xíu đâu, tại vì khi mà một người phụ nữ mà anh yêu quá nhiều rồi đó, dạ, mà đặt niềm tin rất là lớn về trong người đàn ông thì chắc chắn cái sự tổn thương rất là lớn, và khi mà để có thể tiếp tục với một người khác á khó. Đúng rồi, cho nên á là người phụ nữ cần đôi khi không phải là đẹp trai đâu, mà cái cảm giác khi mà mình gặp người đó lần đầu tiên, người đó tạo cho mình cảm giác người đó là một người chân thành. Mà em cũng còn thắc mắc nha, là anh là PT thì anh tiếp xúc rất là nhiều người, nhiều cô gái, nhưng mà tại sao đến giờ này anh vẫn còn độc thân? Đúng rồi, câu hỏi hay quá. Anh thì là một con người thiên về công việc và chuyện cá nhân là cá nhân, thì anh muốn công việc của anh lúc nào cũng gọi là nghiêm túc, nên là anh thường không đặt tình yêu vào trong công việc. Cũng có quen, nhưng mà lúc đó thì em đang ở Đà Nẵng. Sau khi em chuyển hồi thì bọn em lại có khoảng cách về mặt địa lý, là yêu xa nên mà em đã dừng lại rồi. Yêu xa. Sự thì em yêu là yêu hiện tại, anh là con người hiện tại, là cảm xúc của anh và em hiện tại như thế nào thôi. Còn những cái chuyện quá khứ của anh, nếu mà anh đủ tin tưởng em thì anh sẽ chia sẻ. Còn em cũng không muốn phải gặng hỏi anh quá nhiều, để cho anh thoải mái nhất có thể. Anh ơi, vậy anh có thể nào là về làm PT riêng cho em được không? Được, anh rất là sẵn sàng. Vậy là bà là khách hàng thôi đó, còn tôi mới là người yêu nha. Trời ơi, anh làm xuất sắc quá. Một cuốc chở kèo quá hay luôn. Có một câu hỏi muốn hỏi bạn ấy. Công việc của mình chưa ổn định, vì mình là dạng như kiểu làm thêm về hướng freelance nhiều hơn,
Thì không biết là bạn có thích một người đàn ông trong bên hiện tại chưa có gì, nhưng mà trong tương lai thì dường như sẽ cố gắng để thay đổi cái điều đó. Công việc của em á, hiện tại cũng chưa ổn định, thì anh cũng chưa ổn định, thì chúng ta cùng nhau ổn định nha anh nha. À. Trời ơi, em bị nhạt nhòa rồi. Cần anh ấy để thúc đẩy cái sự sôi động cho em. Anh đang hỏi chứ là bạn có biết nấu ăn không nhỉ? Dạ em biết. Nhưng mà em sẽ chỉ biết nấu những món đơn giản thôi. Tại vì ở nhà ba mẹ em là nấu ăn á. Nhưng mà bây giờ hiện tại là em đang ở riêng á, cho nên là em đang tự nấu ăn và nấu cũng ngon. Nấu ăn ngon là em nói hay là ai nói? Dạ, em cảm thấy mọi người đều khen như vậy. Ok. Tại vì á, anh nấu ăn á, anh thấy anh nấu ngon lắm. Nhưng mà anh đưa cho ai ăn, ai cũng thấy không ngon. Dạ, ngoài ba mẹ em ra thì mọi người đều khen ngon. Dạ được, vậy là sự đánh giá chung của mọi người xung quanh. Đúng rồi, mình hỏi bạn câu đó là vì như mình thích những bữa cơm mà gia đình hơn. Nên là thường mình muốn là mình sẽ hai đứa cùng bè nấu cơm chung. Và anh Dung nó sẽ như kiểu là tình cảm hơn và vệ sinh hơn. Thì ơi, có rục địch đông em chứ mà đòi hai đứa về nhà nấu cơm chung rồi Thì ơi. Em cũng rất là thích ăn cơm nhà, tại vì ở nhà thì ba mẹ em giống như là hai ông bà đầu bếp vậy á. Nấu rất là nhiều món, mỗi bữa sẽ là mỗi món khác nhau, cho nên là ví dụ như anh về thì em kêu mẹ em nấu thêm một phần nữa thì vẫn được. Mọi thứ đều chất lượng hết, chắc chắn là chất lượng. Một phần nữa thì em muốn hỏi là em với anh cùng làm bên mảng về gym á, thì em cũng biết được công việc của tụi mình chắc chắn là về lâu dài á thì nó sẽ không có ổn định cho lắm. Thì anh đã có cái định hướng gì cho cái tương lai của mình chưa? Đúng rồi, tại vì thường con gái là người ta quan trọng cái vấn đề gọi là cái tương lai nhiều hơn đó. Dạ em đã cũng có suy nghĩ rồi, công việc mình ổn định một chút chút rồi, mình có dư dả một chút thì em sẽ kinh doanh như là coffee hoặc là quần áo vậy đó. Hiện tại thì Tài vẫn còn đang trong quá trình là khởi nghiệp và bắt đầu với công nghiệp của mình. Cho nên là các cô gái chúng ta cũng đừng có nên gọi là quá chú trọng về vấn đề đó. Tại vì trong cái tư tưởng của Tài thì vẫn đang có một cái ý định là mình sẽ kinh doanh. 5 năm nữa đi, anh thành công thì anh có nghĩ là anh vẫn tiếp tục yêu người hiện tại không? Anh không yêu nữa mà anh chỉ là thương rồi. Thương rồi. Không yêu nữa mà thương rồi. Thương nó là một cái nghĩa nữa. Không phải là còn là tình cảm là cái nghĩa đúng không Tài hả? Dạ đúng rồi. Em có một câu muốn nói với anh Tài nè. Em là một cô gái làm marketing, em đã quảng bá rất thành công cho rất nhiều thương hiệu, nhưng mà sao em vẫn chưa lên được kế hoạch cho trái tim em? Anh có muốn cùng em làm nên một thương hiệu có tên hai đứa mình không? Trời ơi. Quá dễ thương rồi. Thương hiệu có tên hai đứa mình, quán cà phê Tài Lanh. Ủa phải, Tài Linh. Bé Như của tôi đi, lúc yêu em như thế nào? Em sẽ trở thành một cô gái như thế nào? Em là sống thiên về cảm xúc, lúc yêu là em cứ yêu hết mình thôi, không có suy nghĩ cái gì hết á. Chỉ yêu thiệt là yêu. Ba mẹ em cũng ly dị từ nhỏ, em nhìn mặt em hơi hung dữ một chút xíu. Ở ngoài em có thể giỡn nói với mọi người, em hơi ai like mà không sao hết, nhưng mà khi về nhà rồi á thì em là kiểu em nhỏ bé, em cần một người để chia sẻ và bảo vệ em. Anh cũng có hoàn cảnh giống như vậy, ba mẹ anh cũng ly dị từ anh học lớp 5. Dạ. Khi mà Như lớn lên đó thì ba mẹ dường như kiểu là có dành tình cảm cho Như nữa không ạ? Ba em có một cái gia đình mới rất là hạnh phúc, vẫn chào đón em mỗi khi mà em về nhà. Còn mẹ em thì vẫn rất là vui khi mà ở như vậy để nuôi em. Như thì dường như kiểu cũng có những cái điểm chung với em. Thì khi mà bố mẹ em ly dị từ nhỏ, nhưng mà lớn lên thì mọi người vẫn gọi là dành tình cảm cho em, không có ai dường như kiểu là không quan tâm bỏ hết cả. Bỏ bê là không có quan tâm tới mình đúng không? Dạ chính xác. Nên là cái thường thường là cái tình cảm là cái quan trọng nhất để giữ được cái tình yêu. Lớp 5 thì anh nghĩ là lúc đó cũng mình cũng đã biết một chút xíu rồi, mình cũng biết buồn đúng không? Lúc đó thì khi mà ba mẹ em ly dị thì em lại ở với bác. Thì em ở với bác cho đến năm lớp 12. Chàng trai như là Tài, ví dụ có bạn học viên mà phải tập thể dục với các bạn học viên nữ cả ngày luôn á, thì em có ghen không? Em không quan tâm cái đó, tại vì em cũng là diễn viên nữa. Em cũng tiếp xúc với nhiều bạn nam bình thường. Nên cái đó là mình tôn trọng công việc của nhau thôi. Đúng, chính xác. Em nghĩ là mình như sẽ vậy không ghen, mình sẽ không ghen trước để mai mốt bạn đó khỏi phải ghen sau. Thành, người thú vị nè, từ đầu giờ thấy thú cái câu này Thành rất là thú vị đó. Tình trường của em sao nè? Chắc là rất là sôi động nhỉ? Dạ yêu người. Cách đây khoảng 4-5 năm gì đó là tình yêu năm cấp 3, nghe thơ trong sáng. Cấp 3, rồi được bao nhiêu năm? Dạ được 3 năm. Tới giờ là không có quen ai luôn? Dạ tại vì chưa tìm thấy người nào hợp. Em tìm thấy chưa? Dạ có, tìm ảnh. Rồi, ráng nha.